Ê, thì đầu tiên tôi sẽ phải thiết lập hệ thống mạng bao gồm mạng internet được chưa, và cái máy BKD chữ LPI chữ 01 đóng vai trò là Split Firewall, Split Proxy. Và trên máy này thì một cặp mạng kết nối trực tiếp internet, còn một cặp mạng kết nối ra ngoài internet để giải NAT. Đây, được chưa, NAT và internet là VMX2. Sau đó tôi sẽ đặt địa chỉ IP, thì đây tôi đặt rồi, isconfig này. Và chúng ta thấy ETS0 đây giải NAT, ETS1 giải private, ok rồi. Rồi sau khi mà đặt IP rồi, tôi sẽ ping thử Google để đảm bảo rằng máy này kết nối với internet thành công, được chưa. Sau khi mà test thử hết rồi, chúng ta bắt đầu cài đặt RAM install gì nữa nhỉ, switch cách ra trừ y dài. Rồi, connect xong rồi. Sau khi xong rồi chúng ta bắt đầu này. Rồi, ta vào cái file squid.conf, đúng không? Squid.conf chúng ta định nghĩa ở đâu đây? VI dược etc squish squish.conf enter và set nu cho tôi, bởi vì cái này nó tầm hơn 4.000 dòng mà. Set nu, và trong file này tôi đã nốt ra rồi những dòng nào chúng ta cần chỉnh. Thứ nhất, dòng 921, bản chất của squish nó là một proxy, nên là cái port proxy thường nó ta để 8080 hoặc 8800, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể để bất kỳ port nào mà chưa mở cũng được, chưa dùng cũng được. Đấy, tuy nhiên là để những cái port thông dụng cho rồi 8800, 8080. Được chưa? Chuyển đến cho tôi zip file chấm 912, 921 đây 12. 921 HTTP port này, chuyển về insert này. Mọt mặc định của nó là 3128 thì đây tôi đặt là 8080, được chưa. Tiếp theo chuyển tới dòng 1579. Rồi ở đây cache chúng ta phải định nghĩa ra cache trên RAM, cache trên memory là 8M để nguyên mặc định. À, không cần, không cần bao nhiêu 8M, 5M cũng được, không vấn đề gì. 1786, dòng 1786 cho tôi ạ. 1786 ở đây là cách trên ổ cứng đấy, thì mà đây khi mà chúng ta cài Squid lên, Start lên, thì nó tự động tạo ra các cái thư mục cách ở trong đường dẫn như sau, và pull Squid và 100 nghĩa là gì ạ, 100 mê trên ổ bìa ổ cứng, được chưa. 16 là 16 thư mục tra và 256 thư mục thứ cấp là con của cái 16 thư mục này, được chưa. Thì ở đây chúng ta bỏ thăng đi. Rồi phải có cái cách này nhá. Rồi dòng bao nhiêu nữa ạ? 632. Rồi 632. 632 để làm gì? 632. Đấy, định nghĩa ra cái mạng internet của chúng ta ấy bao gồm những giải mạng nào, đúng không? Asset list. Đấy, thực ra là chúng ta có thể định nghĩa ngay trên đầu file được. Được chưa? Nhưng thay vì thế chúng ta bỏ thằng đây đi cho nó nhanh. Rồi, Asset List Our Network tức là cái mạng ở trong nội bộ chúng ta, kiểu là gì ạ? SRC tức là mạng suột, mạng nguồn, đi từ nguồn tới đích là ra ngoài Internet mà, đúng không? Rồi, có những giải mạng nào thì chúng ta định nghĩa hết giả đây. 192 và 68.1.0 thỏa mãn chưa? Rồi, nếu như mạng chúng ta có cả .2.0 thì để đây cũng được. Có bao nhiêu thì cứ cách ra sau đó sụp bấy nhiêu, được chưa? Đấy. Được chưa? Dòng 633 để làm gì đây ạ? 633 cho phép là gì? Cái mạng nội bộ chúng ta ra ngoài Internet, Allow Out Network này, tức là cho phép cái giải này này. Đấy, giải đi ra Internet, mặc định nhá.
Nếu như mà tôi không bỏ thang như này thì nó chặn hết. Máy Unix V không thể ra Internet được khi mà tôi start switch lên. Rồi lát nữa tôi thử sau. Bỏ thang đi cho tôi để cho phép ra ngoài Internet. Dòng 2998 thêm một dòng ở đây, đây đây đây. Cái này này, nếu như mà cái tên máy switch của ta là cấu trúc tên miền thì chúng ta không cần phải thêm một cái dòng này vào. Còn nếu như mà gì ạ, nó là tên miền hoặc là không là tên miền, thêm cái dòng này vào thì nó mới có ý nghĩa, mới start the switch lên. Ok chưa? Đấy, thì tốt nhất là cứ chuyển cho tôi về cái dòng này, sau thêm đó visible hot name. Visible ship trừ hot name cho nó tên máy tính. 600 bao nhiêu? 2 à xin lỗi. 305 à? 3005 chính xác rồi. 3005. Đây 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 đây. Rồi trên này cũng được, không vấn đề gì cả. Đây bởi vì nó là dấu thăng tất mà, đúng không? Rồi insert. Chuyển về insert cho 3004 đi. Không vấn đề gì cả, xóa thăng đi. Visible ship trừ hot name. Visible hot name này. Visible hot name BKD trừ LPI trừ 01.bcat.com. Cách ra BKAD trừ nhá LPI trừ. Có cấu trúc tên miền là được. Đấy cho visible. Tôi nhắc lại nhá, nếu như máy tính của chúng ta tên là bkd-fbi-1.bk.com tức là làm một cấu trúc tên miền rồi, abc.z hay abc.com gì đó cũng được hết, được chưa? Thì không cần phải thêm cái dòng này vào. Còn nếu như là gì ạ, để cho chắc chắn thì chúng ta nên thêm cái dòng này vào thì nó hỗ trợ tất cả các thể loại tên luôn, kể cả tên miền hoặc là không. Ok chưa? Visual hot name. Rồi sau đó xếp lại ạ. Các bạn xếp lại cho tôi. Xếp ship 2.RightQuiz. Triển khai nó cũng không phải là khó lắm, đúng không? Có Service Switch. Switch Start. Cách đi này, chúng ta thấy nó tự động tạo ra cái thư mục cách này. Được chưa? Hoặc là chúng ta có thể tạo ra bằng cách như sau. Đó là switch trừ Z. Đây, câu lệnh switch trừ Z. Switch cách ra trừ Z cũng là một câu lệnh để tạo ra các gì? Các cái thư mục cách. Tuy nhiên chỗ này đã được chạy, đúng không? Bởi vì đây là trên này chúng ta start nên chạy. Ok chưa? Rồi, bây giờ thử cho tôi máy Unix V này. Mở Unix V lên chưa? Start shop before đi. Khi mở máy Unix V trở về start shop before ấy, thì mặc định Unix V của ta ở VMnet mấy? 2. Địa chỉ IP là bao nhiêu? 1.1.10. Unix V mà của tôi lại là chấm mấy đấy? 0.5 thì phải. Status. Đây này, thỏa mãn giải internet chưa? Bên trong thỏa mãn rồi đúng không? Vậy thì nó hoàn toàn có thể ra ngoài internet được, ra được không? À, với điều kiện như sau này, muốn ra được này thì trong cái trình duyệt internet phải cấu hình proxy, biết cách cấu hình này chưa? Proxy mà bây giờ còn chưa biết cách nhá. Nhảy nút vào nhà. Vào tool internet option. Được, cái này phải biết từ lâu lắm rồi. Nhớ, tắt đi nhá, tắt ra trong web đang hoạt động này. Vào tool, vào internet option, vào đâu, connection, run setting. Rồi, proxy bao nhiêu, địa chỉ IP proxy. Cặp trong. Cái này ở trong phần 2 sao chúng ta học rồi gì nữa. 8080. Rồi, có tích vào nút bypass không, nút này có ý nghĩa gì? Bỏ qua những server trong internet, tức là gì? Nếu như có server web trong internet, nó truy thẳng cập thẳng tới internet, truy cập thẳng tới server web đó và không cần phải qua proxy rồi mới vòng lại. Thì như vậy chưa? Thì bypass proxy cho những server ở trong local. Tức là không phải qua proxy khi mà truy cập vào những server trong local.
Rồi, bây giờ thử vào Google cho tôi nào. Google.com xem được không? À, biết một lỗi rồi, tại sao không truy cập được Service IP Table Stop. Service IP Table. Tại sao phải stop đi? Bởi vì khi mà ông ta gửi cái yêu cầu 8080 tới proxy này, IP table chặn ngay. Được chưa? Service IP table stop. Rồi, vào Google luôn, rất nhanh, đúng không? Được chưa? Thứ nhất là với kiểu rule vừa rồi, từ đầu thì chúng ta có thể là gì ạ? Đi ra ngoài bất kỳ website nào, từ bất kỳ máy tính nào trong mạng nội bộ. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ hạn chế hơn một chút. Đó là chỉ cho phép nhá. À, trật tự Sơn. Chỉ cho phép ra ngoài website 24h.com.vn thôi, còn các website không khác không ra ngoài được. Chúng ta phải làm nào đây? Theo các bạn thì phải làm nào? Thứ nhất là cho asset list, đó là gì ạ? Sau đó tên là outside chẳng hạn hay destination tùy. Sau đó kiểu của asset list là gì? DST domain và định nghĩa ra giá trị của nó là .24h.com.vn. Tức là tất cả website của 24 giờ, 24 giờ nó có nhiều lắm, đúng không? 24 giờ có bao gồm hn.24h, hcm, us này, vân vân. Được chưa? Vậy dấu chấm 24h.com.vn có nghĩa là gì ạ? Đằng trước của nó có thể là bất kỳ cái gì, chẳng cho phép hết. Rồi bây giờ là vừa rồi là chúng ta là ô lâu rồi, đúng không? Nếu như ô lâu 24 giờ nữa thì hai cái rule nó chồng chéo lên nhau rồi, nó bằng thừa. Bây giờ sẽ phải đi ngay 24 giờ rồi. Rồi sau đó thêm, sau khi thêm asset list đây thì chúng ta thêm bên dưới dòng này là gì? HTTP asset gì? Deny outside. Hay chỗ này đặt 24 giờ đi. Website 24 giờ. Rồi, ở đây chúng ta tạo ra cái rule này ngay trên đầu website cho tôi. À, ngay trên đầu cái file script cho rồi ạ. Đấy. Ngay trên đầu luôn. Đây này. Ngay trên đầu file này. ACL luôn. ACL này, 24 giờ cho tôi ạ. Sau đó là gì? D gì? D gì nhỉ? DST destination. Gì nữa? DST gì nhỉ? Không không, còn cái DST domain chấm gì 24h.com.vn. Đấy, vậy là ACL tên của cái đối tượng này là 24 giờ nhá, kiểu là destination domain. Đây, DST domain được chưa, chấm 24h.com.vn. ok, bây giờ làm cho tôi chưa? Đúng rồi, phải tạo ra cái deny nữa. Gì đây? HTTP gì? Ship 2 chấm Access. Access, đúng không? Gì nhờ? Action của nó là deny. Cách ra 24 giờ. Cách ra cái tên của nó. Hiểu chưa? Cách ra cái tên của nó. Tên này thì ứng với đối tượng này là gì nữa? Thì suy ra là sao? Nó chặn cái này. Hình dung chưa? Đấy, cách ra cái tên của cái Axelit này. Ok, thử nhá. Đúng rồi, escape zip2.bryquit. Rồi, bây giờ service restart. Restart. Rồi, bây giờ các bạn thử ra 24 giờ xem được không? 24h.com.vn. Đấy, nhưng mà vào các website khác thì sao? Dân trí thì sao? Được. Đúng không? Đúng mục đích chưa? Đây, để tôi làm lại cái định nghĩa đã.
Rồi để định nghĩa ra một cái asset list mà ngăn chặn theo một cái key nào đó, một cái từ nào đó, từ khóa nào đó chúng ta nhập vào thanh trình duyệt đấy, thì tôi sẽ có kiểu asset list đó là gì ạ? ACL, sau đó tên, sau đó là destination DOM, REST ERIC, được không? Sau đó chỉ ra đường dẫn của cái file và chứa các cái keywords. Chúng ta làm như sau. Ê, vừa rồi các bạn làm là rất tốt rồi. VI, à xin lỗi, VI ETC Switch, sau đó là gì ạ? Định nghĩa ra cái key trước đã, key.tk, enter, sau đó nhập vào đây, đó là những cái từ khóa chúng ta muốn chặn, đó là Google, Facebook, xuống dưới dân trí chẳng hạn, được chưa? Tôi lấy ví dụ này thôi. Rồi, sau đó chỉ tạo ra một cái asset list, tạo ra một ACL. Chúng ta có thể tạo ra ngay bên dưới cái 24 giờ cũng được, hoặc bên trên tùy. ACL này. Rồi tên của nó là text. Tiếp theo là gì ạ? DST gì? DOM. Shift trừ REST ERIC. Được chưa? Rồi cách ra giá trị của nó là chính là đường dẫn của file đến, đúng không? Rồi, sược ETC, sược tiếp, switch. Và ông ta chú ý là phải nhập chính xác từ nhá, sai một cái là nó không chặn được đâu. Key chấm gì? Key chấm TXT. Rồi, sau khi định nghĩa ra một ACL này rồi, tôi bắt đầu định nghĩa ra một cái HTTP access như sau. HTTP access deny. Ok, được chưa? Và với cái rule này thì chúng ta hoàn toàn có thể chặn được tất cả những cái từ khóa, chặn được tất cả trình duyệt liên quan tới từ khóa trong file key này. Rồi, service restart. Rồi, thành công. Bây giờ tôi từ máy IP tôi thử vào một số trang, ví dụ như dân trí vừa rồi vào được này. Bây giờ này, review cách đấy, Google. Rồi, address, dân trí. Không vào được, tại sao đây? À, không không. Vào Facebook nhá. .com lỗi, được chưa? Internet option tôi clear history, delete cookies, ok, dân trí .com. Rồi, lỗi, đúng không? Đấy. Thực ra chúng ta mà khéo chúng ta có thể kết hợp nhiều asset list một lúc, được chưa? Đấy, giả sử như là gì? Trong trường hợp vừa rồi chúng ta chặn máy XP này. Máy XP thì sao? Trong trường hợp mà chúng ta thêm deny vào thì coi như chặn hết rồi, chứ chả cần phải theo cái những cái asset list vừa rồi nữa. Chúng ta làm như sau này. Thì đầu tiên chúng ta cứ thêm thăng hết vào những cái này đi để cho nó về đầu, đúng không? Thêm thăng hết vào thì suy ra là workstation XP chúng ta là sao? Ra ngoài được. Ok chưa? Sau đó tạo ra cái asset list bên dưới cái này cho tôi. Asset list bên dưới này là gì đây? ACL gì nhỉ? ACL XP đi. With XP. Sau đó là gì ạ? SRC. Cách ra 192.168.1 của tôi .5 của bạn .10. Kiểm tra lại nhá. .5. Được chưa? Của tôi .5. Sau đó là gì ạ? Xuống dưới HTTP access deny XP.
suy ra XP sẽ không ra ngoài internet được, còn tất cả các máy khác ra ngoài được. Thử nhá. Đấy, mở tiếp cho tôi máy Win đây XP này. À đúng rồi, service. À accept của tôi viết sai rồi, xin lỗi nhá. Cái từ accept của tôi viết sai. À đúng rồi. À sai. Access denied. Ok. Rồi, AP bây giờ ra bất kỳ website nào tắt đi vào lại này. Đấy, Microsoft cũng bị chặn luôn rồi, đúng không? Google thì càng chặn rồi. Rồi, cái gì cũng chặn hết, nhưng mà mở máy DC lên. Máy DC, tôi cho về giáo shop nào cũng được. Giáo shop lại đi. Before, after, before đi. Được chưa, được chưa? Đây. Sau khi DC mở lên, tôi kiểm tra này. Nó ở VMnet 2, ok. Địa chỉ IP của DC này. Thỏa mãn cái giải internet không? Rồi 1.2 ok. Sau đó cấu hình nhá. Chúng ta phải chú ý là tất cả các máy chạm phải cấu hình gì nhỉ? Proxy. Connection LAN setting cấu hình giống hệt như vậy. 192.168.1.1 port 8080 bypass. Ok. Rồi bây giờ thử vào Google. Rồi vào được đúng không? Từ đâu này? Được chưa? Đấy, vào Facebook này. Rồi vào Google, vào Facebook đều được hết. Được chưa nhỉ? Đấy, mình. Ok đó, không vấn đề gì. Miễn sao nó vẫn vào được mạng. Được chưa? Rồi bây giờ nhá, tôi lại hạn chế đi một chút nữa. Lại làm cho tôi tình huống này nhá. Cho phép máy DC vào thời gian, thời điểm làm việc công ty thôi. Buổi tối đến nó không vào được. Rồi để mà ngăn chặn thời gian thì chúng ta phải đồng bộ hóa thời gian cho các máy này. Được chưa? Ở trên máy firewall gõ cho tôi đến. Thời gian là bao nhiêu? Đúng thời gian thực bây giờ rồi. Đúng không? Ở trên máy DC kiểm tra thời gian cho tôi. Có đúng thời gian thực không? Rồi, vậy là đồng bộ về thời gian rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ việc làm thôi. Và yêu cầu của tôi đưa ra cho các bạn như sau. Làm cho tôi một cái rule mà như nào nhỉ? Bây giờ chặn đi. Vừa rồi DC vào được rồi đúng không? Làm cho tôi một cái rule là chặn từ lúc, cho phép là từ lúc 8 giờ đến 14 giờ thôi. Bây giờ là hơn 14 giờ rồi mà. 5 giờ thì bây giờ chặn rồi. À chặn à, deny. Lẽ ra người ta phải cho phép chặn thì nó hơi vô lý đúng không? Thôi thế cũng được. Đây đây là test thử thôi. Muốn làm như nào thì làm. Đây, tiếp theo là tôi làm cái rule chặn về thời gian nhá. Đây để mà làm cái rule chặn về thời gian thì chúng ta làm như sau này. Vào file cấu hình thêm cái asset list vào. Thì để mà làm rule chặn thời gian chúng ta phải kiểm tra thời gian ở trên các máy phải đồng bộ với nhau. Được chưa? Không lúc này DC lại một thời gian. Được không? LPI lại một thời gian là không chặn được đâu. Rồi chúng ta vào tạo ra asset list này. Trên đầu file, insert, chuyển insert. Hay là bên dưới này cũng được. Bên dưới, ngay bên dưới cái này này. ACL time đi. ACL time. Kiểu của asset list là gì? Cũng là time. Rồi sau đó hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Nếu xét cả tuần thì sao? S này cách ra gì nhỉ? Nếu xét cả tuần đây.
SMTD viết cách ra đúng không? Mỗi cái là cách ra. SMTV kép gì nữa? HFA. À. Ok, sau đó giờ này, đây là full nhá, full các ngày trong tuần rồi. Giờ là giả sử như tôi cho 13 15 giờ đi. 15:00 trừ 21:00. Được chưa? Rồi thêm http access deny time. Service restart. Rồi thành công. DC vừa truy cập vào được, bây giờ thử nhá. Rồi không được. 15 giờ. Ba giờ. Tại sao? Đúng rồi, 3 giờ đúng không? Đây. Thì vừa rồi tôi đặt 3 giờ thì bây giờ vừa đúng 3 giờ luôn, nó chặn luôn đúng không? Vào Google này. Rồi chặn luôn. Ok chưa? Đấy, bây giờ tôi thử nhá, cho cái này nó 3 giờ bao nhiêu đây? 3 giờ 05 đi. 05. Sau đó tôi mở một trang nào đó xong refresh lại xem được không? Tức là cái phiên nó đang làm việc ấy. Thôi phải đợi thôi. Rồi, bây giờ nhá, vào đây có được không? Được, bình thường, đúng không? Đấy. Chắc chắn rằng là bây giờ nhấn test thử 3:06 request luôn nhỉ, đúng không? Vậy là cứ đúng đến giờ thời điểm đấy là thu hoạt động là gửi yêu cầu lại là nó chặn nhanh. Đó, tạm thời chúng ta tới đây thôi, còn sau này muốn kết hợp nhiều đô với nhau chúng ta sẽ tự chúng ta tìm hiểu rồi kết hợp lại. Còn rất nhiều loại đô nữa. Tổng hợp switch chúng ta có 25 kiểu ACL cơ.